Xin chào anh em, mình đang có mặt tại gian hàng của Lenovo tại E3 2018 và trên tay mình đây là chiếc Yoga 930. Chiếc máy này được Lenovo làm mới hoàn toàn với một cái thiết kế mà gọi là có cái sao ba ở tại cái cạnh bản lề của máy, và khi chúng ta xoay cái máy này thì cái sao ba nó luôn hướng về phía chúng ta, âm thanh lúc nào cũng tốt. Trên cái chiếc xe 930 thì Lenovo đã bỏ thiết kế bản lề đồng hồ cũ mà hãng hay vào đó bằng một cái sao ba. Thì bên trong cái sao ba này có hai cái loa tweet và bên phần thân máy có hai cái loa sub để tạo ra cái hiệu ứng âm thanh Dolby Atmos như anh em có thể thấy đây. Và khi chúng ta xoay cái phần màn hình để mà sử dụng ở nhiều cái chế độ khác nhau thì cái phần sao ba này nó luôn hướng về phía chúng ta. Đó, chẳng hạn như ở đây chúng ta làm cái chế độ vỏ sò thì cái âm thanh hướng về phía trước như thế này. Khi chúng ta dùng chế độ display thì cái âm thanh cũng cộng hưởng xuống bàn thì hướng về phía trước ta. Và khi chúng ta dùng ở chế độ như tắt LED thì chúng ta có thể có được cái loa ở ngay trên tay. C930 thì nó vẫn có thiết kế rất là cao cấp của cái dòng Yoga 900 series, vỏ hoàn toàn bằng nhôm. Khá là mỏng và trọng lượng nó vào khoảng đâu 1.4, cấu hình thì là cấu hình văn phòng thôi. Có một cái điểm khá là hay nữa trên cái dòng C930 này, đó là nó có cây bút cảm ứng. Và cái cây bút này bây giờ nó được nhét vào trong máy luôn, thay vì đó là một cái bút rời như là cái dòng 920 trước đó. Và khi chúng ta nhét vào cái khe thì nó sẽ sạc cho cái bút luôn. 5 phút sạc thì xài được 2 tiếng. C930 có cái màn hình 13.9 inch, tức là gần 14 inch, vì cũng khá là mỏng và màn hình cảm ứng có nhiều cái tùy chọn độ phân giải, thì cái chiếc máy này đang dùng cái độ phân giải là UHD cộng. Phần phía trên màn hình thì nó có một cái webcam, và đặc biệt là cái webcam này nó có cái nắp để mà che lại. Chúng ta gạt qua bên phải này thì cái phần webcam ống kính sẽ bị che đi. Đây là phần bàn phím của C930, một cái bàn phím có thiết kế dùng khá là rộng rãi với layout, và cái hành trình của nó thì rất là nông. Tuy nhiên thì cái độ nảy của nó tốt, thành ra mình có thể gõ ổn trên cái bàn phím này. Bàn rê thì kích thước không lớn lắm nhưng mà được hoàn thiện tốt với cái bề mặt phủ kính, hai phím chuột được tích hợp bên dưới luôn, hỗ trợ đa điểm. Và ở gần đây có một cái cảm ứng vân tay, thì đây là một cái vị trí cảm ứng vân tay mà mình rất là thích trên những cái chiếc laptop, bởi vì nó sẽ giúp mình dễ dàng đặt tay vào hơn, đó rất là thuận tiện. Đây là cạnh phải của chiếc C930 thì nó chỉ có một cái nút nguồn thôi, còn các cổng kết nối còn lại thì nó nằm ở bên cạnh trái. Chúng ta có một cổng USB chuẩn A, đó, có hỗ trợ tính năng là Sleep and Charge, và hai cái cổng USB-C, cả hai đều là Thunderbolt 3 và jack âm thanh 2 trong 1.